đất nước Nga xinh đẹp không chỉ nổi tiếng với quảng trường đỏ, với sông Volga, mà nó còn nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon và độc đáo. Ẩm thực Nga rất phong phú và đặc sắc với nhiều món ăn từng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới như bánh mì đen, súp hay salad. Tại Hà Nội, thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc trưng của người Nga không chỉ tại nước Nga mà ngay tại Việt Nam. Đặc biệt, những món ăn này rất dễ chế biến, rất phù hợp với các đấng mày râu và có thể trở thành món ăn nhanh, trữ tủ lạnh, đem ra đãi khách bất cứ khi nào. Ngoài những món ăn đã gắn liền với đất nước Nga, con người Nga như salad Nga, thì chúng ta cũng không thể bỏ qua những món ăn khác như bánh mì đen, thịt nướng Nga và rất nhiều những món ăn nhanh, ngon và tiện dụng. Trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay thì không cần phải đến với đất nước Nga xinh đẹp, Hải Huế vẫn sẽ có thể giới thiệu đến quý vị và các bạn những món ăn đặc trưng của người Nga. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Ngon và Lành thì Hải Huế đã giới thiệu đến quý vị và các bạn rất là nhiều những món ăn đặc trưng của người Nga, đúng không ạ? Và trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay thì xin giới thiệu anh Văn Mạnh, là đầu bếp của quán Nga số 9 Phạm Sư Mạnh, sẽ giới thiệu cho chúng ta những món ăn đặc trưng và phù hợp. Ở nhà hàng tôi thì có những cái món ăn, ví dụ như là đơn giản nhất là món cá khô ạ. Cá khô này. Rồi có đồ dược, củ cải, củ quả muối ạ. Cánh ngỗng, rồi mỡ muối và giò Nga. Còn đây là có salad, là một món rất là đặc trưng của người Nga rồi. Bây giờ thì anh Mạnh có thể giới thiệu cụ thể về từng món ăn để cho quý vị khán giả của chương trình biết được không? Ở đây thì Hải Huế đã thấy một đĩa cá với một con cá rất là hấp dẫn như thế này. Đây được gọi là món gì hả anh? Đây là cá muối chị ạ. Lòng cá muối ạ. Được nhờ đấy từ Nga ạ. Và dòng cá này là Patakhan ạ. Patakhan. Vâng. Nó được đánh bắt ở đâu ạ? Bắt từ dòng sông Volga ở Nga ạ. Anh có thể chia sẻ một chút cho quý vị khán giả của chương trình là cái hương vị đặc trưng của món ăn này cũng như là cái cách chế biến cái con cá này được không ạ? Vâng. Cái này là do người Nga là đánh bắt ở dòng sông Volga lên. Dạ. Rồi người ta sơ chế qua và được tẩm ướp và phơi khô ạ. Để ra một cá này. Vâng ạ. Với những cái món ăn này thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để chúng ta có thể đảm bảo được cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi mà đưa về Việt Nam ạ? Nói chung là dòng cá này là nó được bảo quản rất là kỹ lưỡng người Nga và được nhập về đến đây là đến tay người tiêu dùng là rất là chuẩn rồi chị ạ. Nghĩa là trong cái quá trình vận chuyển chúng ta cũng sẽ được bảo quản rất là nghiêm ngặt đúng không ạ? Khi mà ăn con cá này thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là ngại mà phải động tay vào vì nó có thể là sẽ có cái mùi tanh đúng không ạ? Và sẽ bị bẩn tay chẳng hạn. Thế khi mà chúng ta làm thì người đầu bếp sẽ phải chế biến như thế nào và khi ăn thì nó sẽ có cái hương vị như thế nào? Nói chung là món cá này của chúng tôi là sơ chế rất là nhanh. Dạ. Dòng cá này khi mà sơ chế xong ấy, đến thực khách thì ai cũng thích vì cái món cá này là đặc trưng của hương vị rất là đậm đà và có thêm nước chấm là rất là ngon ạ. Dạ. Đặc biệt là dùng với bia thì rất là ngon. Nó cảm giác gần giống như kiểu là cá nướng của người Việt. Không biết là có phải là như thế không hay nó khác cá nướng như thế nào ạ? Dòng cá của Việt Nam là nướng. Thì đặc biệt như cá này nó khác cá nướng là hương vị của Nga. Và cái thứ hai nữa là nó là cá khô. Dạ. Nó lại khác hoàn toàn so với cá nướng của Việt Nam mình. Nó, cái hương vị của nó cũng đậm đà hơn. Đậm đà hơn và nó thơm hơn ạ. Nó, thịt của nó có bị khô như các loại cá nướng của chúng ta không ạ? Dạ không ạ, cá thịt không bị khô do đã được ướp dầu, tẩm ướp dầu khi người Nga là tẩm ướp dầu ạ. Nói về cá khô, cá Astrakhan là một loại cá đầu nhỏ, da bóng, sống chủ yếu ở dòng sông Astrakhan, nằm ở cuối dòng Volga thơ mộng. Con cá Astrakhan được coi là ngon, tức là khi trên người có nhiều dầu. Cầm chân tay ướt hết cả tay, vì dầu của con cá như thế là đủ tiêu chuẩn của cá Astrakhan thượng hạng. Để làm món cá khô Volga Nga, trước hết phải chọn cá tươi và to một chút cho dễ ăn. Rửa sạch không đánh vẩy, đem ướp muối. Thịt cá đã chín bằng muối, xong phải được phơi khô. Mỗi lần ướp cá, dầu cá sẽ ra rất nhiều. Thực ra đây là mỡ cá. Cá khô Astrakhan càng nhiều dầu sẽ càng ngon. Cách ăn cá này cũng khá đặc biệt.
Đặc biệt từ lúc làm cá, nếu người nào mà chưa biết làm hay chưa làm lần nào thì chắc chắn là rất khó khăn khi xử lý. Trước tiên, người đầu bếp phải lấy tay cắt đầu cá, sau đó lấy dao dọc theo đường sống lưng của cá, cho xuống đến đuôi. Lấy tay tách lớp da của cá ra, tách phần thịt cá. Cá Astrakhan là món ăn đặc trưng và khi ăn không phải vứt đi thứ gì. Bong bóng thì khi ăn có thể nướng lên. Da cá có thể dùng quẹt diêm, đốt sơ qua, ăn rất ngon và thơm. Thậm chí xương cá cũng vậy. Có thể bỏ vào chảo dầu trong vòng 1 phút, mang ra uống bia thì không thua thịt cá. Cảm giác đầu tiên khi nếm món ăn này là mặn, nhưng càng ăn sẽ thấy ngọt ở đầu lưỡi. Nhất là vừa ăn vừa nhâm nhi một ly bia hay rượu thì sẽ ngon hơn hẳn. À, như vậy là Hải Huế và anh Văn Mạnh chỉ mất 5 phút thôi đã chuẩn bị được hai đĩa, đó là món cá khá khô cũng như là các loại củ quả muối cũng rất là nhanh rồi đúng không ạ? Ở đây thì Hải Huế thấy một món ăn nữa cũng rất là quen thuộc mà Hải Huế cũng thường sử dụng, đó là món cánh ngỗng hun khói. Cánh ngỗng hun khói thứ hai là đặc vị trưng của người Nga. Thì cánh ngỗng hun khói này là nó ăn thì nó đặc biệt là rất là dai và giòn và cũng thêm cái vị mặn đậm đà của người Nga. Đặc biệt là thời gian chế biến cũng rất là nhanh, rất là đúng nhanh không ạ? Vâng, chỉ cần 5 phút chúng ta có thể có một đĩa cánh ngỗng. Chúng ta chỉ cần cắt ra và chúng ta lọc xương, thái ra và bày lên bàn tiệc đúng không ạ? Vâng, vâng. Với món ăn này thì chúng ta sẽ ăn kèm với những loại đồ uống như thế nào anh? Với cánh ngỗng thì chúng ta có thể sử dụng đồ uống là bia của Nga hoặc là một số rượu của Nga. Vodka, rượu vang cũng được ạ. Và bây giờ thì Hải Huế và anh Văn Mạnh sẽ cùng chế biến, thực hiện các cái thao tác để chế biến lọc xương và chế biến món cánh ngỗng hun khói này để cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh ngỗng hun khói là một món ăn được chế biến sẵn. Cánh ngỗng sẽ được chế biến bằng phương pháp xông khói hay hun khói là một cách chế biến đồ ăn khá phổ biến của nước Nga. Đây là loại thực phẩm có nguồn gốc từ châu Âu và là một món ăn phổ biến ở các nước này. Cánh ngỗng hun khói vừa là tên món ăn, vừa là cách thức người ta dự trữ, bảo quản thực phẩm khỏi bị ôi thiêu trong một thời gian dài. Đứng đầu trên bảng xếp hạng của các loại thịt trong nhóm thực phẩm WHO công bố, thịt ngỗng đã vượt qua thịt gà, thịt vịt về lợi ích cho sức khỏe. Thịt ngỗng sậm màu hơn so với thịt gà và thịt vịt, có hương vị đậm đà hơn so với thịt gà Tây. Trong tất cả các loại gia cầm, thịt ngỗng cung cấp chất béo và nguồn dinh dưỡng rất nhiều. Thịt ngỗng và thịt vịt có kết cấu hóa học rất giống dầu ô liu, cực kỳ có ích cho sức khỏe tim mạch. Trong 100 g thịt ngỗng loại 1 có chứa đến 39,2 g chất béo không bão hòa và có khả năng cung cấp trên 422 kcal. Trong nhiều thế kỷ, chất béo trong thịt ngỗng đã được ca ngợi một cách đặc biệt. Cánh ngỗng hun khói có một vị thơm ngọt đặc trưng, đặc biệt hơn lườn ngỗng bởi độ ngọt của thịt ngỗng, da cầm tẩm ướp thơm và lạ miệng cùng vị dai dai nơi da cánh. Theo ý kiến của đa số những người đã thử thì món ăn này tương đối dễ ăn, thịt thơm, ngon và lạ miệng. Món thịt mềm, không bị khô. Một ưu điểm nữa là món ăn này chế biến rất nhanh gọn và đơn giản, khi bày ra đĩa cũng rất đẹp mắt. Vì thế sử dụng thịt ngỗng xông khói cho những ngày bận rộn là rất phù hợp. Ngoài cánh ngỗng hun khói hay cá khô Astrakhan, thì những loại củ quả muối cũng là những món ăn không thể thiếu. Điểm khác biệt của những món ăn vùng thôn quê ở Nga là việc không sử dụng chiên nấu trong chế biến. Thông thường, thức ăn được nấu trong lò, vì vậy món ăn được nấu bằng cách luộc, hầm hay ninh. Ngoài ra, rau củ và trái cây, ngay sau khi được thu hoạch, sẽ được đem đi làm muối chua, cũng là một đặc điểm đặc trưng trong ẩm thực Nga. Với những món muối, người Nga sẽ sử dụng và bảo quản được lâu hơn. Nước Nga là một xứ lạnh, do đó những loại thực phẩm của Nga sẽ phải chế biến sao cho vừa đảm bảo an toàn, vừa bảo quản được lâu nhất. Củ quả muối không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất mà nó còn giúp cân bằng về vị, giúp các món cá và cánh ngỗng bớt ngán và ngấy hơn.
Một món ăn nhanh khác cũng rất tiện dụng và phù hợp trong các bữa ăn nhanh, nhâm nhi, đó là giò Nga. Mỡ muối của Nga, xúc xích Nga và phô mai sợi của Nga. Ẩm thực Nga rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, với những món ăn nhanh đặc trưng như thế này, chúng ta chỉ cần mua và để sẵn trong tủ lạnh. Khi ăn, dù có sự vào cuộc chuẩn bị của chị em hay không, thì tất cả mọi người trong gia đình cũng có thể chế biến và sử dụng. Chỉ cần lấy ra, cắt và thưởng thức rất nhanh gọn. Ngoài những món ăn như là cá khô hay là món cánh ngô hun khói ra thì những món ăn như là giò sống hay là những cái mỡ muối cũng là một món ăn rất là phổ biến của người Nga, là một món nguội cũng được rất là nhiều người ưa chuộng. Như vậy là chỉ với khoảng 10-15 phút thôi, quý vị và các bạn cũng đã thấy Hải Huế và anh Văn Mạnh đã bày ra được một bàn tiệc rất là thịnh soạn với những món nguội và mang phong cách đặc trưng của người Nga. Và anh Văn Mạnh ơi, bây giờ thì Hải Huế rất là háo hức rồi và chúng ta cũng sẽ mang những món ăn này bày ra bàn tiệc và cùng thưởng thức xem cái hương vị của nó như thế nào nhé. Ẩm thực Nga không chỉ phong phú đa dạng mà còn giàu dinh dưỡng. Nhưng không phải món ăn nào cũng có thể mang từ đất nước Nga xa xôi đến các vùng miền khác. Với những món ăn đạt tiêu chí ngon và lành, nhanh và tiện sẽ là những món ăn được ưu tiên. Không có điều kiện để thường xuyên đến các nhà hàng của Nga, nhưng người Việt hiện nay vẫn có thói quen mua các loại thực phẩm của Nga về để cất trữ trong tủ lạnh. Thậm chí vào những ngày trời mùa hè, thời tiết oi nóng, thì những món ăn như cánh ngỗng, như cá astrakhan vẫn rất phù hợp, vừa ngon, giàu dinh dưỡng mà không hề gây tăng cân hay nặng bụng. Món Nga tại Hà Nội thì có rất nhiều, nhưng không phải chị em nội trợ nào cũng biết để lựa chọn những món đặc trưng để đãi khách. Đặc biệt, đảm bảo tiêu chí ngon và tiện. Cá astrakhan, cánh ngỗng hun khói hay các loại củ quả muối là một gợi ý tuyệt vời cho những người đam mê ẩm thực Nga hay muốn tiết đãi bạn bè trong những dịp đặc biệt.